Cháu chào chú Hương nhé. Đấy, cháu vừa ở trong Zoom ra xong. Hôm nay buổi Zoom tuyệt vời đúng không ạ? Hôm nay toàn những các chú, các bác hơn 70 tuổi, hơn 80 tuổi ở trong Zoom, cháu vừa ở trong Zoom ra xong. Bác Quyên, 84 tuổi. Vô cùng tuyệt vời. Người Hải Dương. Và Bác Nhâm đã từng đầu tư rất là nhiều các cơ hội trước, ví dụ như những về những cái cổ phần của các ngân hàng và cổ phần của công ty sữa Vinamilk. Mà bây giờ là bác ấy biết đến Ulisky và bác ấy đã hiểu và bác ấy nắm giữ ngay đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời, buổi Zoom hôm nay vô cùng chất lượng. 300 người trong Zoom hôm nay. Vâng, bây giờ là em Thu xin chào tất cả quý cô chú anh chị đã tiếp tục lại giao lưu trong những buổi live stream của em Thu ạ. Ở trong đây có chú Hường. Chú Hường cũng là rất là nhiều tuổi rồi, hơn 70 tuổi rồi. Chú cũng đã nắm giữ cổ phần, hiểu ra giá trị nắm giữ cổ phần và gì ạ. Và chú đã còn bán cả đất ruộng để chú nắm giữ cổ phần đúng không ạ? Chú Hường có cái tư duy vô cùng tuyệt vời. Và ở đây là gì ạ? Khi chúng ta mà tìm hiểu cơ hội Ulisky, không ai là gì ạ? Không ai là bỏ qua đúng không ạ? Những ai mà khao khát có sự giàu có và đầu tư và có vốn tài trợ và một sứ mệnh giá trị, không ai là không bỏ qua. Cháu thấy là không những chú Hường mà rất nhiều chú, nhiều bác đúng không ạ? Nhiều chú, nhiều bác đã hiểu ra giá trị, cốt lõi giá trị của Ulisky và đã nắm giữ và lan tỏa cơ hội Ulisky. Và hôm nay em Thu tiếp tục đúng không ạ? Hôm nay em Thu tiếp tục sẽ chia sẻ cái phần 2 cho những anh chị em mới. Phần 2 của cho những anh chị em mới bắt đầu tìm hiểu Ulisky. Đúng không ạ? Các anh chị ơi hãy gì ạ? Hãy chia sẻ livestream và tắt tên những người bạn thân yêu và livestream giúp Thu nhé. Để hôm nay là em tiếp tục chia sẻ phần 2 của cái phần hôm qua là em chia sẻ phần 1 và hôm nay em tiếp tục chia sẻ phần 2. Nếu như trong hôm nay mà chưa hết thì ngày mai em tiếp tục cho phần 3. Đúng không ạ? Phần 3 để cho những anh chị em mới mà ví dụ có nghĩ là Ulisky là khó. Đúng không ạ? Ulisky là khó hoặc là các anh chị nghĩ Ulisky là phải phức tạp gì đó đúng không ạ? Nhưng mà với Ulisky lại vô cùng là đơn giản đúng không ạ? Vô cùng đơn giản. Chị chào Huyền nhá. Chào tình yêu. Cảm ơn chồng đã tắt tên những người bạn vào live stream. Và bây giờ đã có 5, 6 quý cô chú anh chị em rồi. Các anh chị hãy gì ạ? Chung tay vào cơ hội Ulisky và hãy chia sẻ đến với những người thân yêu của mình. Tắt tên những người thân yêu của mình muốn họ hiểu ra giá trị. Thì hãy tắt tên họ vào những cái buổi live stream của em Thu. Em Thu sẽ giúp các anh chị thay các anh chị nói những cái lời để là gì ạ? Có thể là họ còn đang nghi ngờ một điều gì đó, Thu sẽ giúp họ hiểu ra và họ ra quyết định. Và các anh chị chỉ việc gì ạ? Giúp họ là gì? Nắm giữ tài sản thôi ạ. Và các anh chị hãy chia sẻ live stream giúp em Thu ạ. Và không thể thiếu phần giới thiệu. Đúng ạ, không thể thiếu phần giới thiệu. Em chào chị Viên To nhá. Và em ở đây có chị Viên To này. Em Huyền này. Biết đến chị Thu rồi đúng không ạ? Nhưng cũng có anh chị em chưa biết đến Thu là ai đúng không ạ? Và Thu xin tự giới thiệu một chút bắt đầu vào buổi live stream. Là Thu tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1981, năm nay 42 tuổi. Và hiện tại Thu đến từ Hưng Yên. Đó, quê quán của Thu là Hưng Yên. Hiện tại Thu và gia đình Thu đã là cổ đông của tập đoàn Ulisky, một giải pháp của toàn cầu đang cần đấy ạ, đúng không ạ? Ở đây các anh chị đã là cổ đông của Ulisky rồi thì chắc chắn các anh chị đã hiểu giá trị. Nhưng còn những anh chị em mà bây giờ mới bắt đầu, đúng không ạ? Những anh chị em bây giờ mới bắt đầu biết đến Ulisky thì chúng ta có thể là gì ạ? Hãy lắng lại 1-2 hôm chúng ta tìm hiểu về Ulisky. Chỉ cần 1-2 buổi thôi là chúng ta sẽ hiểu giá trị của Ulisky. Chỉ sợ các anh chị là gì ạ? Không có cái sự nghiêm túc để lắng nghe những người đi trước như Thu chia sẻ lại thì các anh chị mới mất cơ hội của Ulisky. Còn nếu như các anh chị mà gì ạ? Có cái sự chuẩn bị cho mình một cái cơ hội để gì ạ?
để thoát những cái gì ạ, cộng những cái công việc cũ của chúng ta áp lực rất là nhiều, bán sức đánh đổi rất là nhiều. Và bây giờ có cơ hội để giúp chúng ta rút ngắn lại những mấy chục năm về sau này, để chúng ta gì ạ, bớt đi cái bỏ sức lao động, đúng không ạ, bớt đi bỏ đi những cái sức lao động của chúng ta, và chúng ta chọn một cái lĩnh vực mới để chúng ta có một cái gọi là tương lai tươi sáng hơn, không những cho bản thân chúng ta mà con cái của chúng ta, đúng không ạ. Đó, thì các anh chị ấy thì chị chào Hoa Cường nhé. Chúng ta hãy tag tên những người bạn thân yêu vào livestream giúp Thu và gì ạ, chia sẻ livestream giúp Thu nhá. Hôm nay Thu sẽ chia sẻ vào phần 2, hôm qua Thu chia sẻ phần 1 rồi. Hôm nay Thu sẽ tiếp tục chia sẻ phần 2, đúng không ạ. Và các anh chị có lấy có ở Zoom không ạ? Lấy chú Hường có ở Zoom không ạ? Zoom buổi Zoom nay giá trị, cực kỳ giá trị đúng không ạ? Toàn những anh chị em vào theo dõi để xem những các chú, các bác, các ông, đúng không ạ? Là gì ạ? Rất là cao tuổi rồi mà tại sao họ lại tâm huyết, họ lại yêu Blue Sky như vậy? Và đã già như vậy rồi, đã nhiều tuổi, lớn tuổi như vậy rồi mà họ hiểu ra giá trị, mà họ còn lan tỏa cơ hội. Đặc biệt là chú Nhâm còn live stream này, chú Hường ở đây cũng live stream này. À, trên 70 tuổi rồi mà các chú vẫn hiểu ra giá trị và thấy cái cơ hội để sẽ giúp được rất nhiều người ở ngoài kia đang cần. Và các chú đã gì ạ? Các chú đã lên live stream để lan tỏa cơ hội, để giúp cộng đồng biết đến công nghệ Blue Sky và lắm cái cơ hội, lắm cái cổ phần gốc để được đồng sở hữu công nghệ của Blue Sky, đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và ở đây là gì? Ở đây bây giờ có 7 quý cô chú anh chị em vào live stream của em Thu rồi. Thì các anh chị hãy tag tên những người bạn của mình vào để giúp họ hiểu ra nhanh hơn, đúng không ạ? Để nắm giữ cái cơ hội, bởi vì bây giờ cũng không còn nhiều rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta là gì ạ? Hãy giúp họ càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Cơ hội nó sắp hết rồi, sắp chào chúng ta rồi ạ. Sắp hết là cổ phần gốc rồi. Chúng ta nếu mà không tranh thủ thì chúng ta sẽ bỏ qua cái đồng sở hữu công nghệ. Chúng ta chỉ gì ạ? Trồng cây một lần thôi, chúng ta thu nhiều đời sau. Đó là cái mà đầu tư và giá trị, đầu tư và dài hạn nó là như vậy. Đó. Và bây giờ em sẽ quay lại. Hôm nay em không dùng app đâu nha. Em không dùng app để em quay cho các anh chị, các cô chú anh chị để nhìn chữ cho nó dễ nhá. Và em sẽ quay về mặt sau. Đó. Em sẽ quay về mặt sau thì các anh chị sẽ nhìn rõ hơn. Dùng app có thể chữ nó bị nhòe hơn đúng không ạ? Hôm qua em đang chia sẻ và đến cái phần này rồi đúng không ạ? Cơ hội lợi nhuận đúng không ạ? Cơ hội nhận lợi nhuận cổ phần trong một tập đoàn khổng lồ, cổ tức từ việc thực hiện. Đấy, hôm qua em chia sẻ đến phần này rồi đúng không ạ? Và hôm nay em tiếp tục em sẽ chia sẻ cái phần tiếp theo ạ. Các anh chị hãy tag tên những người bạn thân yêu mình vào để họ nghe từ đầu đi ạ. Đó. Thì ở đây các anh chị nhìn đi ạ. Những anh nào, chị nào mà đã gì ạ, là cổ đông của Blue Sky rồi, chúng ta có văn phòng cá nhân rồi, chúng ta đang có những tài sản ở trong văn phòng cá nhân rồi, chúng ta vào trong văn phòng cá nhân để chúng ta biết được những cái này đúng không ạ? Đấy, các anh chị nhìn đúng không ạ? Cái cặp sách ạ, cái cặp sách là tượng trưng cho chúng ta là một nhà đầu tư. Đấy, cái cặp tiền của chúng ta đấy ạ. Thì chúng ta là gì ạ? Hello, chị chào Tùng, chị chào Hồng Tiên, chào các tình yêu là... hãy gì ạ, chia sẻ live stream giúp chị và tag tên những người bạn thân yêu vào nha. Thì ở đây là gì ạ, chúng ta có thể tìm hiểu nhá. Thu hướng dẫn cho chậm chậm thôi để các anh chị em nhìn rõ hơn và hiểu hơn nhá. Cái cặp này này tượng trưng cho các nhà đầu tư của chúng ta. Đấy, thì người ta viết rõ chữ nhà đầu tư này. Sau đó là gì ạ, chúng ta sẽ đưa qua chủ sở hữu sàn, đó là crowdfunding. Đấy, crowdfunding nhá. Qua thông qua cái hình thức crowdfunding này chúng ta mới được góp vốn từ số vốn nhỏ đấy ạ. Đó. Và tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo đưa đến là gì ạ? Đưa đến đơn vị nắm giữ cổ phần của GTI. GTI viết tắt là gì ạ? Công ty mẹ đấy ạ. Global Transport Investment, đó là công ty mẹ. Đó. Thì ở đây là gì ạ? RSH3. Thì chúng ta đang cái thời điểm này, giai đoạn này là chúng ta đang góp vốn vào cái RSH3, bởi vì 1-2 đã trôi qua rồi và chúng ta đã ở cái RSH3. Và tiếp theo gì ạ, các anh chị nhìn đấy ạ, đây là cái đơn vị nắm giữ đấy, cái cổ phần khi chúng ta góp vốn vào đây thì họ sẽ đưa cổ phần cho chúng ta đấy ạ, đấy, sẽ cho chúng ta vào đấy ạ, cổ phần của chúng ta
ký vào cái sổ đăng ký, ký vào cái sổ cái, sau đó là gì ạ? Chúng ta sẽ nắm giữ những cái cổ phần giá trị của chúng ta trong tương lai, đúng không ạ? Và từ công ty quỹ này sẽ đưa tiền về gì ạ? Đấy, sẽ đưa tiền về bên GTI, đúng không ạ? GTI là công ty mẹ. Và tất nhiên là công ty mẹ người ta sẽ phân bổ ra cổ phần cho RSH3 rồi. Thì RSH3 là chịu trách nhiệm sẽ đưa cổ phần cho chúng ta, và họ sẽ gì, có trách nhiệm là đưa những cái số vốn của chúng ta vào chính công ty mẹ để gì ạ? Để chúng ta nhận những cái cổ phần giá trị của chúng ta, đúng không ạ? Thanh Nguyễn, ok, em tắt tên người những người bạn thân yêu vào đi nhá. Đó thì ở đây là gì ạ? Khi chúng ta muốn tìm hiểu chúng ta hãy bấm vào đây này. Anh chị em nào mà có tài khoản rồi chúng ta hãy vào tài khoản của chúng ta và đấy, chúng ta sẽ bấm vào đây. Đúng không ạ? Bấm vào cái chữ Y này. Cái chữ Y, cái chỗ Thu đang nhấp vào chuột này. Đó. Đây nhá, nhà đầu tư chuyển tiền và ký hợp đồng vay chuyển đổi. Đấy, chúng ta là nhà đầu tư và chúng ta khi chúng ta góp vốn vào đây là chúng ta lại sẽ ký, một là lấy cổ phần, hai là chúng ta cho công ty vay đấy ạ. Đó là cái cách mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta sẽ nhấn vào đó là có, chúng ta sẽ đọc đây. Và có những cái chữ Y nhỏ nhỏ này chúng ta cứ bấm vào đây là có, đúng không ạ? Đây này, nhà đầu tư thông qua SW và nhận được cổ phần trong công ty RSH3 và trở thành đồng sở hữu công nghệ vận tải đường dây. Đó. Các anh chị hãy gì ạ? Các anh chị hãy vào những cái chỗ cái phần chữ Y này, các anh chị đọc nhá. Đấy, cứ bấm vào đây là nó ra hết, là chúng ta đọc này. Nó là chữ tiếng Việt có mấy cái RSH3 là chúng ta viết tắt đấy, là chúng ta đọc là cũng hiểu được là gì ạ? Kể cả như em Thu không biết tiếng Anh, em Thu cũng vẫn hiểu mà, đâu có phải khó gì đâu ạ. Đấy, chúng ta cứ bấm bằng chữ Y nó ra này. Công ty Ulisky này. Đấy. Lập ra GTI, INC và chuyển vào vốn điều lệ của công ty. Đúng rồi. Điều lệ của công ty này sở hữu trí tuệ được định giá là 867.433.000 đô. Theo dự án Skyway GTI, INC phát hành các cổ phần sở hữu cho số tiền đó. Các cổ phần được chuyển từ Ulisky Corp. Đưa, như vậy, Ulisky Corp có quyền quản lý công ty GTI. Đấy, chúng ta cứ vào đây là đọc là có hết nhá. Đó, chúng ta vào đây và đọc là có hết. Nhiều các anh chị đã góp vốn, đã tài trợ rồi nhưng mà chúng ta lại không hay vào đây đọc, đúng không ạ? Không hay vào đây đọc. Có đúng không các anh chị? Em thấy là nhiều các anh chị em là không vào đây đọc đâu ạ. Đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu rất là đơn giản thôi, nhưng mà đó là do chúng ta là bỏ qua thôi. Đấy, chúng ta cứ vào đây chúng ta đọc, chúng ta hiểu hết. Đúng không ạ? Và Thu sẽ, cái phần này đọc nó rất là dài và Thu sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Đây này các anh chị nhá, các khoản đầu tư được đăng ký pháp lý như thế nào. Và em Thu sẽ đọc cái chữ này nó to hơn này. Cái chữ này to hơn là các anh chị sẽ rõ hơn nhá. Đó. Nhà đầu tư chuyển tiền cho công ty Skyward Community. Skyward tức là chúng ta là nhà đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta là nhà tài trợ, chúng ta đưa số vốn của chúng ta thông qua một cái quỹ Skyward Community này và ký kết với công ty hợp đồng vay chuyển đổi. Bạn có thể xem mẫu hợp đồng trong văn phòng cá nhân Skyward Community tại mục đầu tư của tôi, trang ở trong trang này, trang văn phòng cá nhân của chúng ta đấy ạ. Và các tài liệu giấy tờ nó có đủ trong đấy hết nhá. Đó thì đây là nhà đầu tư này, chúng ta là nhà đầu tư đấy, cũng như cái hình trên nhà các anh chị nhá. Đó, từng mục một đấy ạ. Đó, đi từng mục một các chị anh các anh chị đọc như thế thì nó rất là nhớ, đúng không ạ? Đó, và em sẽ kéo lên tiếp nhá. Anh chị hãy tag tên những người mới vào đây để họ biết cách để họ gì ạ? Họ tìm hiểu, họ sẽ tự vào đây họ đọc. Mình đỡ phải phân tích nhiều, đúng không ạ? Đây. Các anh chị nhá, nhà đầu tư nhận được gì cho các khoản đầu tư của mình? Đó. Khi ký kết hợp đồng vay chuyển đổi, nhà đầu tư nếu muốn ký kết yêu cầu theo đó, người này ngay lập tức nhận được sở hữu các cổ phần công ty và trở thành đồng sở hữu công nghệ vận tải đường dây. Đó, các anh chị có hiểu đoạn này không ạ? Đây này, em sẽ đọc lại nhé. Khi ký kết hợp đồng vay chuyển đổi, nhà đầu tư nếu muốn ký kết yêu cầu theo đó, người này ngay lập tức nhận được sở hữu các cổ phần của công ty và trở thành đồng sở hữu công nghệ vận tải đường dây. Tiếp tục nhá, nếu nhà đầu tư không ký kết yêu cầu thì người này cung cấp số tiền
của mình với các điều kiện cho vay, người này có thể là nhận lại chúng trong vòng 3 năm với lãi suất là 4%. Đấy các anh chị ạ, chúng ta mà không góp vốn tài trợ vào đây mà chúng ta cảm thấy không ok, chúng ta có thể là chuyển sang cho họ vay. Chúng ta đừng có ký nhận cổ phần, đúng không ạ? Nhưng từ ngày em thu, từ năm 2020 thì đầu năm 2021 em thu giúp các nhà đầu tư thì chưa thấy có ai là gì ạ, cho vay. Bởi vì ạ, bởi vì cho vay lãi được bao nhiêu đâu ạ, nhưng quan trọng là mình nắm giữ cổ phần nó mới là một cái đòn bẩy, đúng không ạ? Có thể nhận lại là 4%, đúng không ạ? 4% lãi. Sau khi ký kết hợp đồng, nếu nhà đầu tư ký yêu cầu, thông tin của người này sẽ được chuyển sang quỹ RSS3. Đấy, để đăng ký các cổ phần. Đấy, chúng ta ký lệnh nhận cổ phần thì họ sẽ đưa cái số tiền của chúng ta vào công ty mẹ và chúng ta sẽ được nhận cổ phần về cái văn phòng cá nhân của chúng ta đấy ạ. Đấy, đây nhá. Đây là chúng ta là nhà đầu tư này. Và đây có cái, nếu chúng ta nhận cổ phần thì chúng ta ký ngay, mà chúng ta không nhận cổ phần thì chúng ta có thể là không ký. Để đó trong vòng 3 năm. Để đó trong vòng 3 năm nếu chúng ta mà muốn gì ạ? Chúng ta mà muốn để tìm hiểu thêm ấy, thì chúng ta có thể là để đó, chúng ta chưa ký nhận cổ phần vội, đúng không ạ? Đó, và tiếp theo nhá. Tiếp theo này, từ đâu mà có các cổ phần dự án? Đấy, chúng ta lại bấm vào đây, chúng ta đọc tiếp. Tìm hiểu rất là đơn giản thôi ạ. 36,67% cổ phần đặc quyền GTI được chuyển vào RSS3. Các cổ phần đặc quyền được đưa vào vốn điều lệ của RSS3, và trên cơ sở đó quỹ phát hành các cổ phần thông thường của mình. Như vậy, quỹ RSS3 đảm bảo sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận từ công ty GTI, tức là công ty mẹ đấy ạ. Đấy. Các khoản tiền này sẽ được trả cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Đó các anh chị nhá. Chúng ta có lợi nhuận là chúng ta nhận bằng hình thức cổ tức nhá. Hay thông qua biểu quyết chung, tức là thông qua biểu quyết của những cổ đông lớn, người ta họp, người ta quyết định, ví dụ như là đây này, chúng có thể được sử dụng ví dụ để tái đầu tư vào dự án hạ tầng vận tải đường dây khác. Tức là khi chúng ta công ty của ta mới lon trẻ thì chắc chắn là chúng ta sẽ gì ạ? Tái đầu tư để mở rộng cái công ty, mở rộng công ty và để công ty còn phát triển lớn hơn, để những năm sau chúng ta nhận cổ tức là gì ạ? Chúng ta nhận cổ tức là nhiều hơn. Đó thì chúng ta chỉ ví dụ như là những năm đầu tiên này chúng ta chỉ có thể là 80% tái đầu tư và 20% chúng ta là nhận cổ tức 20%, đúng không ạ? Và đây nha các anh chị này, đó chúng ta là đang, chúng ta là ở cái, chúng ta đang nắm giữ cổ phần của RSS3. Đấy, nó có 1 và có 2, có 3, nhưng chúng ta đang cái giai đoạn gọi là chuẩn bị sang giai đoạn 15 rồi, thì chúng ta cái giai đoạn cuối cùng rồi, thì chúng ta ở cái khu vực này, đó cái thằng RSS3 này. Và sau đó là gì ạ? Khi chúng ta nắm giữ cổ phần này thì gì? Thì cái công ty mẹ này này, họ sẽ có trách nhiệm là gì ạ? Sẽ đưa cái các cái cổ phần của chúng ta vào cái sổ cái, và chúng ta là nắm giữ là về phần sở hữu của chúng ta. Khi chúng ta góp vốn xong là nó về cái phần sở hữu đấy ạ. Đó. Cái gì cũng minh bạch rõ ràng nhá. Đấy, các tiếp theo này, các cổ phần được đăng ký sở hữu cho nhà đầu tư như thế nào? Đấy nha, chúng ta sẽ vào đây, nó có hết trong đây. Chúng ta không thể nói sai được đâu ạ. Tất cả nó là thông tin của công ty hết rồi. Các cổ phần được đăng ký sở hữu trên cơ sở hợp đồng vay chuyển đổi và yêu cầu mà nhà đầu tư ký kết sau khi thanh toán các gói đầu tư, ký kết hợp đồng và yêu cầu Skywood Community chuyển thông tin của nhà đầu tư sang RSS3. Đấy, thông tin của chúng ta sang cái RSS3 này. Các cổ phần RSS3 trở thành sở hữu của các nhà đầu tư. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta thanh toán xong thì sau 30 ngày là chúng ta sẽ được về cái cổ phần của chúng ta sẽ về phần sở hữu, là lúc đó là chỉ có quyền của chúng ta mới quyết định cho biếu tặng ai, hoặc là chúng ta để hay chúng ta bán sau này, đây là quyền của chúng ta đấy ạ. Đó. Còn các thông tin về nhà đầu tư được đưa vào sổ đăng ký các chủ sở hữu cổ phần RSS3. Đó. Chúng ta cứ vào đây đọc, nó có trong này hết, chứ chúng ta chả phải cần tìm ở đâu xa đâu ạ. Đấy. Thì tiếp theo là từ thời điểm này, nhà đầu tư có thể nhận được trích lục chính thức từ sổ đăng ký xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người này. Tức là chúng ta sau khi chúng ta góp vốn xong nhá, khi chúng ta được vào sổ cái, chúng ta có thể lấy cái giấy trích lục nha các anh chị nhá. Chúng ta có thể lấy cái giấy trích lục như nhà Thu đã lấy này, nhà Thu đã lấy này. Nhà Thu đã lấy là
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và cái này nữa là 8 này. Đó là 8 cái đấy các chị ạ. Cái giấy chích lục nó như này. Này đấy, cái cổ phần của chúng ta bao nhiêu. Đó, cổ phần của chúng ta bao nhiêu. Đây cái này là của chồng Thu. Cái này của chồng Thu là 500.000 cổ phần. À cái này là gói vinh danh đấy. Đó, đấy sau khi chúng ta là vào phần sở hữu nhá. Sau chúng ta là nhận cổ phần về là cái giấy chích lục. Nó là lấy cái giấy chích lục. Khác gì cái sổ đỏ của chúng ta đấy. Đúng không? Đó. Và đây là gì ạ? Cái phần này là rất là quan trọng này. Tiền của nhà đầu tư chuyển đi đâu này? Nhiều cái phần này các anh chị rất là quan tâm này. Tiền của nhà đầu tư đi về đâu này? Tiền của nhà đầu tư được chuyển sang GTI, tức là sang công ty mẹ đấy ạ, để dùng cho việc phát triển công nghệ Skyway, phát triển Ecotech Lô Bắc, trung tâm thử nghiệm, trình diễn và chứng nhận các hệ thống vận tải hạ tầng Skyway. Hiện nay tại Ecotech Lô Bắc đã xây dựng 5 loại tuyến đường, trên đó có gì ạ, di chuyển hơn 10 loại phương tiện vận tải, mở rộng khu sản xuất riêng. Tại đó hiện nay có hơn 700 chuyên gia đang làm việc. Các anh chị ơi, khi Thu, vâng em chào anh Khải nhé. Khi Thu chia sẻ với các anh chị là khi chúng ta nắm giữ cổ phần dù ít hay nhiều thì mỗi sáng chúng ta mở mắt ra là có gì ạ? Hơn 700 chuyên gia nhá. Đây là tất cả ở của thông tin của tập đoàn nhá, chứ không phải riêng Thu nói ra đâu ạ. Nói có sách mách có chứng mọi hôm Thu chia sẻ, nhưng mà hôm nay Thu sẽ chia sẻ màn hình là ở trong văn phòng cá nhân nhá. Đó thì chúng ta mở mắt ra đã có là gì? Hơn 700 chuyên gia, đúng không ạ? Đang làm việc, đang làm thuê cho chúng ta đấy ạ. Tất cả có trong đây nhá. Đấy, tiền của chúng ta đi về đâu? Tiền của chúng ta là ở xây dựng các khu công viên thử nghiệm Ecotech Lô Bắc và gì ạ? Có 5 loại tuyến đường. Bây giờ là gì, có bắt đầu sang 6 rồi, đúng không ạ? Bây giờ 6 loại tuyến đường rồi. Và có 10 loại phương tiện, và bây giờ đã có 11 rồi, đúng không ạ? Nhưng mà họ vẫn giữ 10, họ chưa cho sửa đổi các cái này đâu ạ. Đó thì ở đây là gì ạ? Hơn 700 chuyên gia ấy đang làm việc cho chúng ta, đang làm thuê cho chúng ta đấy ạ. Thì chúng ta có cơ hội nào mà gì ạ? Đầu tư cái gì mà hàng 700 nhân viên rồi 700 chuyên gia làm việc cho chúng ta mà chúng ta chả phải gì ạ? Vận hành, chúng ta chả phải làm gì cả. Chúng ta chỉ có tìm hiểu và chúng ta để đó, mà nhất là được từ số vốn nhỏ cũng có quyền như vậy, thì các chị thấy có giá trị không ạ? Xúc tiến các dự án quốc tế, năm 2018 đã bắt đầu việc xây dựng trung tâm Skyway tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trung tâm này sẽ trở thành nơi trình diễn vận tải đường dây cho khu vực Trung Đông và nhánh vận tải. Đó các anh chị thấy nào, vừa ở Ecotech Lô Bắc, vừa ở bên Dubai đấy ạ. Đó. Vận tải chức năng diện tích công viên Skyway tương lai sẽ là hơn 50 hecta. Đó các anh chị ạ, tất cả có trong đây hết nhé. Các anh chị cứ vào đây các anh chị đọc là biết hết ạ. Đó, và em đi nhanh lên một chút nhá. Không thì đến 5 ngày cũng chả hết được đâu ạ. 5 ngày cũng chả hết được ạ. Có những anh chị đầu tư ấy, em thấy rồi, là chỉ đầu tư theo niềm tin thôi. Cho nên chúng ta sẽ không hiểu được cái giá trị đâu ạ. Chúng ta chỉ cần đưa cho các nhà đầu tư những cái thông tin này này các anh chị nhé. Là các nhà đầu tư họ sẽ hiểu ra và nắm giá trị, nắm cái cơ hội Ulysses này nhiều hơn đấy. Đó. Em Thu cũng là gì, chia sẻ cho các anh chị đầu tiên có nhỏ thôi. Để cho họ gì ạ, biết được cái cổ phần giá trị là phải gì ạ. Cho họ xem những cái này nhá, cho họ xem những cái này. Là cái tiền của họ đang đi ở đâu thì họ mới yên tâm, đúng không ạ? Đó. Tại sao chúng tôi lựa chọn crowdfunding? Đây nhá các anh chị, em đọc cho anh chị nghe này. Tại sao mà chúng ta ngồi một nơi ở đây mà chúng ta lại tiền chúng ta đưa về đâu chúng ta cũng biết. Và tại sao chúng ta thì tại sao người ta lại lựa chọn crowdfunding? Thì em sẽ đọc từng phần cho các anh chị nghe nhé. Để thực hiện một loại hình vận tải hoàn toàn mới, có thể đáp ứng bất kỳ nhiệm vụ vận tải nào, cần có một số tiền lớn, 240 triệu đô. Trong giai đoạn ý tưởng thì các quỹ nhà đầu tư lớn không đáp ứng việc cấp vốn như thế. Tức là họ sẽ không thể cấp vốn với số vốn là 240 triệu đô lúc đó, mà chỉ gì ạ? Mà mới ở trong ý tưởng thôi. Đúng không ạ? Ý tưởng của ngài chủ tịch thì không có vẻ là ai người ta đưa số tiền lớn như vậy. Đúng không ạ? Không ai người ta đưa số tiền lớn mà
trong khi đó là chỉ trong ý tưởng và trong mấy cái dự cái bản là gọi là thiết kế thôi, đúng không ạ? Không ngân hàng nào người ta cho vay đâu ạ. Đấy, thì bắt buộc là phải gì á, theo hình thức crowdfunding, đúng không ạ? Hình thức crowdfunding đó. Đấy, nhiều anh chị em bảo tại sao không gọi vốn ngân hàng là như thế đấy ạ, số vốn lớn như thế mà lúc đó mới là ý tưởng, thì làm sao chủ tịch mà vay được ngân hàng, đúng không ạ? Mà số vốn nó rất là lớn, 240 triệu đô có phải 240 triệu Việt Nam đồng đâu, đúng không ạ? Đây nhá, bắt đầu tiếp tục này. Mức đầu tư tối thiểu thấp này. Nhờ các mức đầu tư tối thiểu ban đầu thấp, chúng tôi mở ra cơ hội hợp tác với số lượng không giới hạn. Tức là ai cũng có thể đầu tư và ai muốn đầu tư bao nhiêu cũng được, nhưng mà chọn từng gói đúng không ạ? Và điều đó làm tăng luồn đầu tư vào dự án. Đó các anh chị ạ. Đó, cho nên là chúng ta phải hiểu được cái chỗ này để chúng ta mới, thì kể cả như em Thu nhé, em Thu chia sẻ cho các cổ đông, em giúp các anh chị đi sau cũng thế, thì cũng phải giải thích cho họ biết là crowdfunding là gì. Đó, thứ nhất là gì ạ? Có cả cái phần tí nữa là có cả cái phần mà tại sao mà chúng tôi lại chọn crowdfunding, thì nó sẽ ở phần dưới tiếp tục và Thu sẽ đi từng phần một đấy ạ. Đây ạ, sự quan tâm của mọi người này. Mọi người muốn chính mình ảnh hưởng lên tương lai bản thân và sẵn sàng làm điều đó khi người dùng cuối chi trả cho việc phát triển sản phẩm, nó chứng minh nhu cầu và tính cần thiết của sản phẩm ấy trên thị trường. Tức là gì ạ? Mọi người muốn chính mình ảnh hưởng lên tương lai và bản thân và sẽ sẵn sàng làm điều đó. Tức là khi gì ạ? Khi chúng ta hiểu ra giá trị, đúng không? Cái này chúng ta là góp vốn vào một cái giá trị, một cái giải pháp cho cả toàn cầu, mà trong khi đó có cả tương lai con cái chúng ta trong đó, đúng không ạ? Tức là cái giải pháp giải cứu cả hành tinh, giải cứu cả toàn cầu, thì trong đó tương lai con cái và bản thân chúng ta, đúng không ạ? Bản thân chúng ta cũng ở cái toàn cầu này, cũng ở cái trái đất này, và chúng ta cũng được hưởng. Và chúng ta khi chúng ta quyết định là chúng ta vào cái giải đầu tư vào cái giải pháp này, không phải chỉ để giàu không đâu ạ, đúng không ạ? Không phải chỉ để giàu có không, mà gì ạ, chúng ta còn góp một phần nhỏ vào cho tương lai của chúng ta nữa đấy ạ, đúng không? Đó. Và gì ạ, tiếp theo này, khi người dùng cuối cùng khi người dùng cuối chi trả cho việc phát triển sản phẩm, nó chứng minh nhu cầu và tính cần thiết của sản phẩm ấy trên thị trường. Tức là trên thị trường này, đấy, chúng ta ai cũng cần cái giải pháp này các anh chị ạ. Người cuối cùng trả, chi trả ấy, đó là khách hàng ấy ạ. Người cuối cùng chi trả đó là khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng là chúng ta là người dùng cuối cùng, đúng không ạ? Đó thì là trên thị trường, tức là trên thị trường là có mà cái công nghệ nó an toàn này, công nghệ nó, giải pháp nó an toàn và xanh này, và giải pháp nó tuyệt vời như vậy, thì cái người chi trả cuối cùng, người ta thì sẽ yêu và người ta chỉ dùng cái sản phẩm này. Và khi nhiều người dùng đến nó thì gì ạ? Thì chắc chắn cái công nghệ này sẽ phát triển, đúng không ạ? Đó. Đây nha, em sẽ đọc tiếp này, phổ biến hóa này. Crowdfunding đó là công cụ để phổ biến dự án, việc xúc tiến ý tưởng về phương tiện vận tải mới thân thiện với môi trường, mở ra luồng đầu tư bổ sung và đồng thời gia tăng nhu cầu trên thị trường. Đấy, tức là phục vụ đấy, nhu cầu thị trường bây giờ là gì ạ? Ùn tắc giao thông. Bây giờ có một cái giải pháp làm nào để không làm ùn tắc giao thông nữa, đúng không ạ? Và môi trường và những cái gì ạ? Tai nạn giao thông. Đó là Ulisky sẽ là gì ạ? Ulisky sẽ là một cái giải pháp vô cùng giá trị với cả toàn cầu đang cần, đang nhức nhối, cả thế giới đang nhức nhối về vấn đề giao thông. Mà bây giờ Ulisky là ra đời đúng thời điểm để giúp cả toàn cầu cải thiện và triệt để luôn ạ, chứ không phải cải thiện nữa mà là gì ạ? Triệt để luôn về vấn đề này, tai nạn giao thông này, ùn tắc giao thông và môi trường, đúng không ạ? Đó, nó vô cùng giá trị và tuyệt vời như vậy. Và ở đây là gì ạ? Chúng ta nhiều anh chị em nhá, lướt qua cái phần này là không tốt đâu ạ, bởi vì cái phần này em Thu thấy là càng đọc càng thấy thấm thía đấy ạ. Chúng ta góp vốn vào đây chúng ta phải biết tiền chúng ta đi về đâu. Và chúng ta góp vốn vào đây chúng ta phải biết là chúng ta đang góp vốn vào một cái gì. Và tương lai nó như thế nào, giá trị nó ở đâu, nó ở những cái phần này này các anh chị nhá. Nó giá trị lắm và nó tuyệt vời lắm. Nhưng có cái là nó tuyệt vời như thế nào mình phải đọc, đúng không ạ? Chia sẻ vào chị ơi, cái dự án này vô cùng giá trị, vô cùng tuyệt vời. Đầu tư đi nọ kia, không ai người ta tin đâu ạ. Đừng nói thế, đúng không ạ? Phải giải thích cho người ta hiểu giá trị ở chỗ nào, tại sao mình cần phải đầu tư vào đây,
Đó, đúng không ạ? Đó, tuy mình hiểu thì mình biết là nó tốt, nhưng cái người chưa bao giờ biết, chưa bao giờ đọc, chưa bao giờ được biết về cái nó, người ta gọi là nói có sách mách có chứng, thì người ta sẽ không có đủ niềm tin để người ta ra quyết định đầu tư lớn vào cái giải pháp này đâu ạ. Dù cơ hội nó tốt nhưng người ta phải hiểu thì người ta mới biết được cái tốt nó như thế nào, đúng không ạ? Còn mình nói với họ, đúng không ạ, mà họ chưa hiểu thì họ chưa biết được cái tốt hết đâu ạ. Đó, tại sao chúng tôi sử dụng chương trình làm đối tác? Đấy, cái phần này nhiều anh chị em này, nhiều anh chị em sẽ thắc mắc về cái phần này, tại sao chúng tôi làm đối tác. Nhưng hôm nay Thu sẽ chia sẻ cả phần này cho anh chị luôn này. Tất cả đều sử dụng nó. Các chương trình đối tác được sử dụng bởi những công ty lớn nhất trong lĩnh vực khác nhau. Công ty gì? Em nói thật em không biết tiếng Anh cho em bỏ qua nhé. Đấy, trả bonus cho việc mua vé và đăng ký ở các khách sạn. Đấy, và theo đường link này của các đối tác, các chương trình đối tác của gì đây? Apabank à? Đấy, tức là tóm lại là của những các ngân hàng đấy, người ta cũng huy động vốn theo cái hình thức crowdfunding này này. Cho phép các đối tác nhận được hoa hồng cho việc mở tài khoản, phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ theo các link quảng bá của họ. Và đây các chị có biết rằng ạ, khi người ta quảng cáo, các anh chị biết à, đây em tiếp tục em đọc cho anh chị nha. Khi người ta quảng cáo ấy mà, thì những cái người xem quảng cáo, kể cả chúng ta xem bất cứ cái quảng cáo gì, đúng không ạ, chúng ta cũng lướt lướt qua thôi, ít người đọc lắm ạ. Mà mỗi người lướt qua và mỗi người đọc chỉ còn một câu hai câu thôi, đã mất tiền của cái nhà quảng cáo rồi, đúng không ạ? Đã bị người ta đã bị trừ tiền rồi. Thì có đúng là khi các cổ đông đã đầu tư rồi, đã góp vốn, đã hiểu giá trị rồi, thì trao cái giá trị lại cho các người đi sau, thì họ sẽ trực tiếp như thế, họ sẽ hiểu hơn. Và khi có những nhà đầu tư rồi, đúng không ạ, có những nhà đầu tư rồi, thì lúc đó người ta mới phải chi trả tiền. Bởi vậy cái nào hiệu quả hơn thì người ta lựa chọn, đó là cái công ty quỹ đấy ạ, đúng không? Người ta đã nhận làm đối tác với công ty mẹ đấy, công ty GTI đấy, thì người ta phải chịu trách nhiệm làm thế nào thu hút được nhà đầu tư, thu hút được đúng đủ cái giai đoạn, ví dụ giai đoạn 15 này cần 25 triệu đô chẳng hạn, thì người ta làm thế nào để thu hút từng đây cổ phần, mà thu hút về từng đây cái số tiền để đủ cho cái giai đoạn đó. Đấy, bởi vậy cho nên cái giai đoạn 11 là có 25 triệu đô, một ông tỷ phú người bên Dubai đấy ạ, thì người ta gì ạ, người ta nắm giữ chọn là như vậy đấy ạ, đúng đủ rồi thì thôi, 25 triệu đô rồi là thôi, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta, cái giai đoạn 11 chúng ta không có cơ hội là như vậy. Và đây là gì ạ, người ta tính như thế này, những nhà đầu tư kể cả có marketing hoa hồng bao nhiêu chăng nữa, hầu hết là họ đều nắm giữ cổ phần tiếp tục, họ lại nắm giữ cổ phần tiếp tục. Bởi vì nó giá trị, tại sao người ta lấy tiền, người ta về người lấy cái hoa hồng, lấy marketing đó, người ta về người ta làm gì, đúng không ạ? Người ta đi đầu tư vào cái những chỗ khác thì nó không hiệu quả và lo lắng thêm. Và khi người ta đã hiểu giá trị rồi, người ta lại tái đầu tư, không bao giờ người ta mang tiền đi làm những cái việc khác đó. Cho nên cuối cùng tiền bao nhiêu vẫn về, hầu hết là về công ty, đúng không ạ? Trước đây tính là 71%, nhưng bây giờ có thể là 79% rồi, 77-79% về công ty rồi, đúng không ạ? Đó, cho nên là cái lý do là người ta không dùng quảng cáo nữa, mà cái tiền quảng cáo đó nó không hiệu quả, mà mất rất nhiều tiền quảng cáo. Và người ta đã gì ạ? Người ta đã dùng là gì ạ? Những cái người, để thu trở lại nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là thế chết rồi. Anh chị chờ một chút nhé, Thu lại bấm chuột qua một chút này. Đó, và khi người ta đã hiểu ra giá trị rồi thì nói thật ra là đó, để Thu sẽ lướt lên cái phần Thu chưa đọc cho các anh chị mà Thu đã lướt qua rồi, đúng không ạ? Đây này nhá, nó có lợi về kinh tế này. Đây, đúng nãy Thu đọc cái phần này đúng không ạ? Chúng tôi không có chi phí quảng cáo cho những phương thức đắt tiền để thu hút các nhà đầu tư. Đó, các anh chị nghe rõ nhá, không chi phí những cái phương thức đắt tiền đâu ạ, để thu hút những nhà đầu tư đâu ạ. Mà có thể những phương thức ấy không hoạt động. Đấy, không hoạt động vẫn phải chi trả tiền, đúng không? Thì có đúng là cái số tiền bỏ ra rất là nhiều nhưng mà lại không có kết quả, đúng không ạ? Thay vì đó, chúng tôi sử dụng chương trình đối tác
Nó đảm bảo việc chi trả wallet cho các đối tác chỉ khi có các khoản đầu tư mới. Đấy, phải có nhà đầu tư rồi mới phải trả tiền, đúng không ạ? Người ta phải tính, kinh doanh người ta phải tính thế chứ này. Như vậy, số tiền bỏ ra đảm bảo đem lại kết quả và chúng tôi có thể sử dụng vốn đầu tư thu được cho việc phát triển dự án. Đấy, các anh chị thấy thế nào? Người ta tính kỹ thế cơ mà, người ta quảng cáo làm gì cho nó không có hiệu quả, đúng không ạ? Và đây nhá, nó gây dựng lòng tin vào công nghệ. Mỗi các đối tác là một nhà đầu tư rồi, đúng không ạ? Của công ty, họ không gì ạ? Mỗi các đối tác này là một nhà đầu tư của công ty rồi. Họ không đơn thuần giới thiệu một sản phẩm hay dịch vụ lạ lẫm, mà là một công nghệ đã được chính họ đầu tư vào. Thì có đúng là khi chúng ta đã là sản, người ta gọi là sản phẩm trên sản phẩm, chúng ta bán, kể cả chúng ta bán cái sản phẩm chức năng hay chúng ta buôn bán một cái thứ gì, chúng ta đều ăn, đều dùng, chúng ta đều sử dụng thì mới gì ạ, giúp được người khác sử dụng. Khi chúng ta nếu mà bán sản phẩm chẳng hạn, chúng ta không sử dụng làm sao chúng ta biết cái tác dụng của nó, đúng không ạ? Thì cái chúng ta nắm giữ cái cổ phần này cũng thế. Chúng ta nắm giữ cổ phần thì chắc chắn chúng ta phải tìm hiểu rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải tìm hiểu. Và khi chúng ta hiểu giá trị rồi, chúng ta mới lan tỏa cho người khác. Thì ở đây là gì ạ? Họ đã nói gì ạ? Họ đã nói rằng mà là một công nghệ đã được chính họ đầu tư vào, đúng không ạ? Chúng ta phải đầu tư vào. Chúng ta đã là cổ đông thì chúng ta mới ký làm đối tác để làm gì ạ? Để chia sẻ cho người khác cơ hội lớn này, đúng không ạ? Giá trị này. Và để các anh chị nhá, 71% các đối tác của chúng tôi tái đầu tư số tiền wallet được nhận vào lại công nghệ vận tải đường dây. Đó, họ tính chi tiết thế cơ mà, đúng không? Đấy, họ tính chi tiết thế cơ mà. Đây, và tiếp tục nhá. Nó hoạt động này chính nhờ các khoản đầu tư thu hút được qua chương trình đối tác. Ulisky Trinh Technology Inc đã phát triển và sản xuất được 12 mẫu toa xe. À, bây giờ là có 12 rồi đây này, không phải 11 nhá. Bây giờ là các anh chị ơi, đã được 12 rồi đấy nhá, chứ không phải 11 đâu ạ. 11 là từ cái tháng trước nữa, đúng không ạ? Xây dựng 5 loại tuyến đường tại Ecotechnobuck ở Benelux và bắt đầu việc xây dựng trung tâm thử nghiệm và chứng nhận tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đấy, các anh chị thấy thế nào ạ? Đó, một cơ hội lớn như thế mà tất cả trong đây chúng ta đều được gì ạ? Đây này các anh chị này, chúng ta đều vào trong đây tìm hiểu ở trong đây chứ tìm ở đâu mà nó dễ dàng như thế này làm gì. Em đã bảo rồi, ai cứ biết chữ là hiểu được Ulisky sẽ tự cảm đọc xong rồi tự cảm nhận, đúng không ạ? Đây, dự án đã đạt được điều gì? Nhờ việc kết nối hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới, dự án đã được gì? Đã đạt được nhiều kết quả hơn dự kiến với những khoản tiền nhỏ. Đấy, tức là từ nhỏ thôi nhưng mà diện tích tiểu sẽ thành đại. Một nhà đầu tư, trăm nghìn nhà đầu tư, rồi mấy triệu nhà đầu tư sẽ gì? Thành số tiền rất là khổng lồ, đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta mà công ty mới khởi nghiệp đã không có tiền rồi, mà kể cả có, đã không vay được ngân hàng rồi, mà nếu có vay được chăng nữa, mỗi tháng lại phải trả lãi nữa, thì các anh chị thấy mà một công ty khởi nghiệp thì người ta đã không có tiền rồi lại phải trả lãi, có thấy là áp lực không ạ? Bởi vì Thu cũng đã từng làm những cái xưởng, cái gọi là doanh nghiệp nhỏ con của nhà mình thôi. Đấy, có chục, trên dưới chục người làm thôi, Thu đã thấy gì? Rất là áp lực về cái khoản vốn rồi. Đó, chưa nói là một tập đoàn lớn như hiện nay, đúng không ạ? Đó, ở đây này các anh chị thấy này, những đường ray này, những đường ray tàu này, anh chị thấy không ạ? Đấy, những đường ray tàu này. Đó, chúng ta cứ vào đây đọc, bởi vì đọc cái này nó dài lắm, đúng không ạ? Đây này, những con tàu này các anh chị nhìn đi chưa ạ? Đấy, đây là con tàu cao tốc đang thu hút cái tầm này, là cái giai đoạn 15 này đang thu hút vào cái con tàu này đấy ạ. Đấy, gần như đủ rồi, gần như đủ rồi, bây giờ chuẩn bị chuyển sang Speedway rồi. Đó. Đây là tất cả là những hình ảnh là đặt hàng sơ bộ này. Đấy, khu trung tâm thử nghiệm tại Belarus đã đón hơn 30 đoàn công tác khắp nơi trên thế giới. Đấy là từ lâu rồi nhé, không phải mới đây đâu ạ. Bao gồm các loại đại diện của giới khoa học, ngành vận tải, quan chức cấp cao nhất đã tiến hành thuyết trình giới thiệu công nghệ và đàm phán về việc xây dựng thực tế. Đó, các anh chị có biết là khi chúng ta nắm giữ cái cổ phần của Ulisky này này, là chúng ta đều diện tập đoàn công ty đều làm từ với những các cấp chính phủ thôi, bởi vì nó là về đường mà, đường là phải có cấp các cấp chính phủ, và người ta đã sang tham quan và người ta đã quan tâm rồi, người ta tham quan thì là người ta sẽ đón nhận, đúng không ạ? Sẽ đón nhận.
Đây này, người ta có một cái lời này để gửi đến chúng ta này. Hãy tận dụng cơ hội đầu tư vào một dự án toàn cầu. Toàn cầu nha các anh chị nhé, không phải là một quốc gia đâu ạ. Dự án đã cho cảm ơn rất nhiều, chúng tôi chân thành mong muốn dự án Skyway thành công của mình. Chính phủ Saja có cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các sản phẩm toàn Skyway và một Skyway đầu tư kể cả chính phủ UAE cũng một gói nhỏ 50 đô thôi cũng là gì ạ, lắm giữ. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng. Một tập đoàn cảm ơn rất nhiều, cảm ơn đang biết đến ạ và quan tâm rất là nhiều. Và chủ tịch của chúng ta đã nói là gì ạ? Chỉ cần 5% thị phần toàn cầu thôi, chúng ta cũng thắng rất lớn rồi. 5% thị phần toàn cầu thôi. Chị chào Tâm, chị chào Minh Tâm, chào bạn Minh Tâm, chào em Tâm, chào bạn Minh Tâm nhá. Trời ơi, các anh chị em mà chia sẻ live stream đi. Bởi vì là những cái này đều dành cho những người mới này. Thì ở đây là gì? Ở đây Thu muốn nói với các chị là tất cả nó ở trong đây rồi. Đúng không ạ? Tất cả nó trong đây rồi. Đấy, và Thu sẽ đọc cái phần này nhá. Tại sao đầu tư bây giờ lại có nợ? Đúng không ạ? Chúng ta có bao giờ đang tìm hiểu Ulisky mà thấy người ta chia sẻ thế? Mình có tìm hiểu về cái phần này không ạ? Và tôi sẽ đọc cái phần này cho các anh chị em hiểu hơn nhé. Tại sao đầu tư bây giờ lại có lợi? Đó, đầu tiên này, chiết khấu cao. Hiện tại tôi có cổ phần dự án có thể mua, hiện tại có cổ phần dự án có thể mua với giá thấp. À, cái phần này hôm qua tôi đã chia sẻ rồi. Cái phần này hôm qua Thu sẽ chia sẻ rồi, đúng không ạ? Và hôm nay Thu sẽ không chia sẻ cái phần này nữa. Hôm qua phần này chia sẻ rồi, phải không nhở? À không, hôm nay bắt đầu mới đến đây chứ. Sorry các anh chị nhé, để Thu sẽ đọc lại từ đầu. Chiết khấu cao này, hiện tại cổ phần dự án có thể mua với giá thấp hơn hàng chục lần so với giá trị định mức theo định giá độc lập. Sau mỗi giai đoạn, mức chiết khấu sẽ thấp đi. Ví dụ bây giờ là đáng lẽ ra nếu không có cái gia hạn 24 ngày nữa đấy ạ, hết hôm nay là 24 ngày nữa thì chúng ta về gì ạ, là đã sang giai đoạn 15 rồi, giai đoạn cuối cùng rồi. Thì có đúng là gì ạ, mỗi một giai đoạn là cái mức chiết khấu nó thấp đi thì tuy nhiên cái mức rủi ro nó lại cũng giảm đi, đúng không ạ? Đó, ví dụ chúng ta đầu tư vào năm 2014 thì chúng ta có dám ạ? Lúc đó chắc chắn chúng ta không dám đâu ạ, lúc đó vẫn là kiểu như là chúng ta xây nhà mới rác móng thôi, chưa có hình thù gì cả. Mới rắc móng thì chúng ta sẽ không có gan, không có tầm nhìn để đầu tư từ lúc đó, đúng không ạ? Nhưng bây giờ nó đã, cơ hội nó đã rõ ràng 10-10 thế rồi. Nó đã gì ạ? Kiểu thương mại ra rất nhiều đơn đặt hàng rồi, đúng không ạ? Rất nhiều đơn đặt hàng rồi. Và chúng ta đã có lợi nhuận rồi. Thì cơ hội là cái sự rủi ro nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó. Và khi cơ hội của chúng ta rủi ro giảm đi thì đương nhiên cái cổ phần của chúng ta nắm giữ sẽ ít đi. Đó, các anh chị phải hiểu cái đó nha. Đồng sở hữu công nghệ này, chúng ta hay thắc mắc thế nào là đồng sở hữu công nghệ, là tôi sẽ đọc chậm cái phần này nhá. Khi đầu tư bây giờ, bạn trở thành đồng sở hữu mọi công nghệ, tức là tất cả các công nghệ đấy ạ, mọi công nghệ. Và khi hiện thực hóa chúng, bạn có thể nhận cổ tức từ mỗi dự án sau giai đoạn thứ 15, cơ hội này sẽ không còn nữa. Tức là có 15 giai đoạn, từ năm 2014 đến bây giờ là có 15 giai đoạn. Họ chia ra 15 giai đoạn và bây giờ là chuẩn bị sang cái giai đoạn cuối cùng, đúng không ạ? Bây giờ là chuẩn bị chuyển sang giai đoạn cuối cùng, còn 24 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ sang giai đoạn 15. Đúng không ạ? Đáng lẽ là 13 tháng 4 vừa rồi là gì ạ? Chúng ta đã chuyển sang giai đoạn 15. Nhưng mà gì ạ? Công ty quỹ họ đã gia hạn cho những anh chị em bây giờ chúng ta có cổ đông mới này. Đó, chúng ta có cơ hội gia hạn thêm được 27 ngày và từ hôm 13 đến giờ thì hôm nay thì còn 24 ngày nữa thôi. Đó. Và chúng ta hãy tận dụng nó, bởi vì trong cái lúc này cùng 1.000 đô chúng ta sẽ được 27.000 cổ phần, nhưng chuyển sang giai đoạn 15 lúc đó là cổ phần sẽ ít đi mà số vốn chúng ta vẫn là 1.000 đô, đúng không ạ? Còn giữ gìn thiên nhiên này, tôi đọc lốt cái phần này nhá. Khi góp phần vào việc phát triển công nghệ vận tải đường dây, bạn đang giúp đỡ việc bảo tồn hệ sinh thái của hành tinh cho bản thân và các thế hệ tương lai, đúng không ạ? Khi góp phần vào việc phát triển công nghệ vận tải đường dây, bạn đang giúp đỡ việc bảo tồn hệ sinh thái của hành tinh. Đấy, các anh chị thấy thế nào ạ? Cho bản thân mình và các hệ tương lai, tức là các thế hệ tương lai của chúng ta đấy ạ. Chúng ta đầu tư vào đây không phải là cho chúng ta mà cho cả tương lai chúng ta đấy ạ.
chứ không phải cho chúng ta không đâu ạ. Và đầu tư vào Unit Guide là chúng ta sẽ có sự giàu có và rất giàu, và chúng ta còn có một cái công nghệ góp vốn vào xây một cái hệ sinh thái cho tương lai của chúng ta nữa. Thì các anh chị thấy có ý nghĩa và nhân văn không ạ? Và hôm nay Thu đã thấy là gì ạ? Thu đã thấy là các bác, các chú và ông trong cái Zoom tối ngày hôm nay do Top Kim Thơ và Top Công tổ chức, thì theo các anh chị, những người già như vậy người ta chỉ hiểu về cái giá trị thôi, cốt lõi của cái dự án này thôi, đúng không ạ? Và khi các anh chị thấy rằng cái giá trị cốt lõi ở đây là gì ạ? Chúng ta là đầu tư không phải là cho hiện tại đâu ạ, mà chúng ta đầu tư cho tương lai này, thế hệ tương lai của chúng ta vừa có sự giàu có, vừa sống trong cái môi trường sống xanh sạch đẹp trong lành, đúng không ạ? Thì khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta có điều kiện rồi, và chúng ta lại sống trong cái môi trường như thế nữa, thì có đúng là gì ạ? Trong cái môi trường xanh sạch đẹp nữa thì tuổi thọ của chúng ta chắc chắn là sẽ tăng cao hơn. Đó là điều đương nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta có tiền thì chúng ta chăm sóc sức khỏe, và chúng ta gì ạ, lại sống trong cái môi trường xanh sạch nữa thì tuổi thọ chắc chắn là sẽ sống thọ hơn rất nhiều, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta tài trợ vào đây, chúng ta có nhiều gọi là rất là ý nghĩa và nhân văn ở chỗ đó, mà giúp được cả người khác, đúng không? Đó, ở đây rất nhiều thông tin, và các anh chị ạ, chúng ta hãy vào đây đọc rất nhiều này. Đấy các anh chị này, đó, đây này, đã này là những người đã ủng hộ nhá. Thu đã ghi, Thu đã đến cái phần này để cho các anh chị xem là những người ủng hộ từ năm 2014 nhá các anh chị nhá. Đấy, đây cái ông này, cựu bộ trưởng vận tải hạ tầng và quy hoạch Nam Úc này. Đó, người ta đầu tư về tầm nhìn từ năm 2014 cơ. Đấy, và cái ông này này, ông này là nói chung là tên của người ta, Thu bỏ qua cái phần tên nhá, bởi vì tên người ta dài quá, bên này Thu không biết tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp gì cả. À, nhà hoạt động quân đội và chính khách, trung tướng lãnh đạo quân đội, cựu tỉnh trưởng, đấy, thư ký hội đồng an ninh liên bang Nga, đó, toàn những ông lớn ấy, đúng không? Cựu tỉnh trưởng, chủ tịch chính quyền vùng tự trị, cái gì đấy, bỏ qua đi nhỉ, kiểm toán viên cơ đâu nhỉ? Kiểm toán viên cơ quan kiểm toán quốc gia Liên bang Nga. Đấy, cái ông này bên kiểm toán, người ta đã kiểm toán và người ta lại còn góp vốn tài trợ vào đây, thì theo các anh chị thì chắc chắn phải giờ nó phải như thế nào người ta mới góp vốn từ cái năm đó, đúng không ạ? Phi công phi hành gia Liên Xô, anh hùng Liên Xô, công huân phi công, nhà thử nghiệm Liên Xô, chủ tịch hiệp hội quốc tế trái đất và du hành vũ trụ, đại tá dự bị. Đấy, toàn những ông lớn thôi các anh chị ạ. Người ta đầu tư từ năm 2014 đấy ạ. Chủ tịch công ty cổ phần, cựu phó bộ trưởng sắt Liên bang Nga từ năm 2000-2002 này. Đó, hơn 20 năm rồi. Mà người ta, tức là người ta làm từ năm ý, nhưng mà người ta đầu tư từ năm 2014 ạ. Từ cái thời kỳ bắt đầu tập đoàn chúng ta huy động vốn ạ, công ty huy động vốn ạ. Giáo sư tiến sĩ khoa học kỹ thuật về hai hướng khoa học máy tính và hệ thống thiết kế tự động, đồng sáng lập và chủ nhiệm khoa học của Viện Hàn Lâm. Đó, thì cái ông ở Viện Hàn Lâm này và cái ông kiểm toán trên này này, đấy, hai cái ông này thì ông ấy kiểm toán và ông ấy đã được công nhận cho một tổ chức khoa học rồi. Năm 2021 là đã được Viện Hàn Lâm Quốc gia Benelux công nhận, đó là gì ạ? Đó là một tổ chức khoa học rồi, chứ không phải là của một nhà khoa học nữa, cái dự án Unit Sky này này. Nên chúng ta thấy toàn những ông lớn đầu tư thế mà chúng ta làm sao mà phải sợ, đúng không? Đó, làm sao phải sợ, ông chủ tịch ông lừa sự giàu có, Thu cứ đồng ý cho lừa mãi được, đúng không ạ? Tại sao mọi người trên khắp hành tinh đang đầu tư vào vận tải đường dây? Đó, tại sao đây này? Đấy, nên những cái người này như cái ông này này, 52 tuổi, đại diện bán hàng của Đức này. Tôi đầu tư vào doanh nghiệp và gì ạ? Startup tiên tiến. Để nhân số tiền của mình lên, tôi cho rằng các khoản đầu tư của mình vào vận tải đường dây sẽ đem lại thu nhập trong tương lai. Chúng ta có thể đọc thêm như là các chi tiết này, chi tiết là còn dài nữa này. Đấy, nhưng mà tôi chỉ đọc mấy cái này cho các anh chị biết là người ta đầu tư rất là sớm và người ta làm mọi ngành nghề và người ta ở các quốc gia khác này. Cái ông này là ông ấy 35 tuổi là giáo viên Thụy Sĩ này. Tôi mong muốn mọi người hỗ trợ Anatoly Ulitsky trong việc tạo ra một thứ gì đó quan trọng. Với sự tin tưởng của chúng ta, ông ấy sẽ có thể thực hiện, ông ấy có thể hiện thực hóa dự án của mình
công nghệ vận tải dây sẽ giải cứu. Đây là tu giải cứu này, đúng không ạ? Giải cứu tự nhiên và gì ạ? Gìn giữ trái đất của chúng ta cho các thế hệ mai sau. Đấy các anh chị ạ, người ta hiểu giá trị thế cơ mà, đúng không? Và đây là ông nào đây? Ông 52 tuổi, giám đốc công ty người Pháp này. Trước tiên tôi bị thu hút bởi khí cạnh, kỹ thuật và công nghệ của sản phẩm này. Tôi tiếp tục đầu tư vì thấy sự phát triển tích cực của dự án và sự quan tâm đến loại sản phẩm này trong khuôn khổ sự cấp vốn chung với... Đây, tôi đã lại bấm lên tôi đọc nhá. Với nhiều người khác mà tôi đã gặp mặt. Đó, tức là người ta có cái phản hồi đấy các anh chị ạ. Người ta đầu tư sớm, rất là sớm. Mà các anh chị mới bây giờ bắt đầu mới góp vốn. Đây này, rất nhiều video nha anh chị nhá. Người ta phỏng vấn nhưng mà tiếng nước ngoài thì có thể là chúng ta... Đây này, tôi sẽ mở một cái video anh chị xem. Tức là người ta phỏng vấn đấy, đúng không ạ? Người ta phỏng vấn đấy ạ. À, video này không hoạt động à? Chắc người ta thay rồi đúng không ạ? À, chúng ta bỏ qua cái phần này nhé. Đó. À, chúng tôi có các đề xuất đầu tư cho mọi người này. Với mọi số tiền từ 50 đô. Đấy, cái phần này các anh chị và em Thu đọc lốt cái phần này nhé. Lại chưa qua rồi đấy. Đó. Với này, chúng tôi có các đề xuất đầu tư cho mọi người này. Với mọi số tiền từ 50 đô trả góp với chiết khấu cố định trong 5 tháng. Các khoản đầu tư lớn với chiết khấu cao hơn. Các đề xuất đặc biệt đăng ký sở hữu cho trẻ nhỏ. Hãy đăng ký và lựa chọn đề xuất đầu tư phù hợp với bạn. Tức là chúng ta ở đây, chúng ta khi tìm hiểu xong, chúng ta sẽ được góp vốn với tập đoàn nhỏ nhất là từ 50 đô. Đúng không ạ? Gói nhỏ nhất là 50 đô, chúng ta cũng trở thành cổ đông của Ulisky. Và chúng ta sẽ được những cái gói lớn hơn. Từ 250 đô chúng ta sẽ có quyền trả góp với mức chiết khấu cố định là 5 tháng. Đó, mỗi tháng 50 đô là 5 tháng là 250 đô đấy ạ. Gói nhỏ nhỏ của cái trả góp đấy ạ. Và các khoản đầu tư lớn, các khoản đầu tư lớn chiết khấu cao hơn thì đương nhiên các cái gói to ấy, gói ví dụ như là 50.000 đô, 100.000 đô tức là các mức nó cứ nâng lên dần. Mức chiết khấu nó sẽ cao hơn. Đó, ở đây có gói to nhất, lớn nhất là 150.000 đô. Và các anh chị có thể là chọn bao nhiêu gói cũng được, đúng không ạ? Chọn bao nhiêu gói cũng được. Quan trọng chúng ta hiểu giá trị đến đâu và chúng ta có tài chính bao nhiêu mà thôi, đúng không? Và đây nhá, các đề xuất đặc biệt đăng ký sở hữu cho trẻ nhỏ. Tức là có những gói kit ạ, gói nhỏ để cho các con của chúng ta chưa đến tuổi vị thành niên. Là cũng có gì ạ, phần góp vốn với Unisky. Và nhà Thu là có 3 cháu thì một cháu đủ tuổi thì Thu đã gì ạ, góp vốn và bằng chứng minh thư của cháu. Và còn cái hai cháu nhỏ thì Thu cũng đã làm bằng giấy khai sinh. Làm bằng giấy khai sinh cho các con. Đây, và đây là các anh chị gì ạ? Hãy đăng ký và lựa chọn đề xuất đầu tư phù hợp với bạn. Đấy, người ta có ép mình đầu tư lớn đâu, đúng không? Người ta không ép mình, mình chỉ, tức là nói chung là chúng ta chỉ cần hiểu và chúng ta nắm giữ theo cái tài chính của chúng ta mà thôi. Đúng không ạ? Không nhất thiết phải là 1 tỷ mới ôm được một lô đất. Không phải như thế đâu ạ, hay là 2 tỷ mới ôm được lô đất đâu ạ. Chúng ta chỉ cần 50 đô thôi, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã trở thành cổ đông của Ulisky rồi. Đây này, người ta đây này, trả lời các câu hỏi thường gặp này. Đấy, tôi sẽ nhận được giấy tờ gì sau khi đầu tư? Đấy, chúng ta bấm vào đây. Ủa giời ơi, tất cả là minh bạch rõ ràng, ai cũng có thể hiểu được các anh chị ạ. Đó. Đấy, tôi sẽ nhận được gì? À, tôi sẽ nhận được giấy tờ gì sau khi đầu tư? Đấy, sau khi đầu tư bạn sẽ được đưa vào sổ đăng ký những người sở hữu và có thể đặt gửi giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần. Đấy, thì nhà Thu bây giờ đặt về được có 8 tờ, 9 tờ rồi này. 8 tờ đúng không ạ? Chứng chỉ sở hữu có các thông tin của bạn, tức là có thông tin của chúng ta đầy đủ này, cũng như thông tin chung về các cổ phần sở hữu. Đó. Bản trích lục từ sổ đăng ký có thông tin chi tiết về các cổ phần sở hữu và được sử dụng cho các thỏa thuận pháp lý, ví dụ thủ tục thừa kế. Đó, chúng ta có thể cho biếu tặng hay thừa kế cho ai thì tùy chúng ta, đúng không ạ? Đặt gửi các giấy tờ sẵn sàng cho bạn sau 3 tháng từ khi đầu tư. Tức là chúng ta đặt, tức là thời gian có thể là 3 tháng, nhưng mà cái ngày mà Thu cái Covid năm 2021 ấy,
Thu lấy giấy tờ về rất là lâu, bởi vì là nó ngày đấy là nó Covid ấy. Covid thế là lấy phải hàng 10 tháng hay là 5 mới lấy được cái sao đấy. Còn nạc mất một tờ cơ. Khoản đầu tư chỉ 100 đô của tôi có ý nghĩa gì? Tức là khoản đầu tư chỉ 100 đô của tôi có ý nghĩa gì chăng? Đó, người ta tức là những cái câu hỏi thường gặp đấy. Skywood Community hoạt động theo chương trình đầu tư công chúng. Nhờ thế thậm chí những khoản đầu tư nhỏ cũng có ý nghĩa to lớn với dự án. Hãy tự suy nghĩ, nếu mỗi người đầu tư thậm chí chỉ có một số tiền nhỏ, kết quả là sẽ nhận được số tiền lớn, có thể hoàn toàn chi trả cho sự thành hình công nghệ và thực hiện hóa nó. Đấy, các anh chị thấy ạ, 100 đô thôi cũng giá trị lắm đấy ạ. 100 đô hôm nay thôi cũng có giá trị lắm ạ. Chứ đừng coi thường 100 đô, ui giời ơi, có vài triệu bạc, đừng nói thế. 50 đô cũng giá trị, chứ nói là 100 đô đúng không ạ? Liệu có thể chuyển cổ phần theo thừa kế? Đấy, đây này. Đó, nhiều người người ta hỏi chứ, đúng không? Và chúng ta vào trong đây để đọc cho họ nghe, để cho họ hiểu. Có, đúng không ạ? Người ta hỏi là liệu có thể chuyển cổ phần theo thừa kế? Tức là có thể, đúng không ạ? Các cổ phần, tài sản của bạn cũng như căn hộ hay ô tô, đúng không ạ? Ví dụ cũng căn hộ, ví dụ như là sổ đỏ đất đấy, cũng như hay là cũng là giấy tờ ô tô đấy. Có các giấy tờ nhất định xác nhận quyền sở hữu đó. Và như mọi tài sản khác, cổ phần có thể được chuyển cho người thừa kế. Đấy, các anh chị thấy rõ ràng chưa? Đó, đâu có phải đầu tư xong là xong đâu ạ. Những cái dự án ngoài kia nó không được như Ulitsky đâu. Nó giá trị nhiều thứ lắm, không phải một thứ. Và đây là các anh chị, nếu chúng ta có thắc mắc gì, chúng ta có muốn thông tin thắc mắc gì, chúng ta điền tên tại đây. Đó, mỗi một cái là chúng ta có thể điền tên, điền số điện thoại. Chúng ta biết tiếng thì chúng ta có thể gọi cho họ. Đó, anh chị thấy là Ulitsky minh bạch rõ ràng không ạ? Và hôm nay là các anh chị là cái buổi thứ hai, đúng không ạ? Buổi thứ hai là Thu chia sẻ về cái gì ạ? Cho những người mới. Đó, chúng ta hãy vào đây đọc. Đấy, ví dụ vừa nãy là cho đối tác đúng không ạ? Xong là chúng ta muốn tin tức, chúng ta vào đây. Và ở đây là gì ạ? Hôm nay là Thu chia sẻ buổi thứ hai rồi. Những anh chị em nào mà mới tìm hiểu có thể là chúng ta có thể xem lại nhá. Chúng ta có thể xem lại. Bởi vì tất cả nó trong đây rồi. Tất cả nó trong đây rồi. Thu hay bất cứ ai góp vốn vào Ulitsky toàn thế giới cũng phải gì ạ? Có văn phòng cá nhân. Nếu như không có văn phòng cá nhân thì gì ạ? Không có văn phòng cá nhân là không bao giờ chúng ta góp vốn được đâu ạ. Phải có văn phòng cá nhân. Và các anh chị, nếu như chúng ta mà sợ tiền của chúng ta đi về đâu ấy, chúng ta có thể là lập một cái văn phòng cá nhân, đúng không ạ? Lập một văn phòng cá nhân, sau đó chúng ta đầu tư 50 đô thôi, không cần nhiều. Đó, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, sau đó chúng ta lại nắm giữ nhiều cổ phần hơn, chứ không phải là chúng ta bắt buộc phải số vốn lớn đâu ạ, đúng không ạ? Đó, và xin chào tất cả các anh chị em. Thu đã giới thiệu về cái cho những anh chị em mới để tìm hiểu. Và bây giờ là gì ạ? Bây giờ là hôm nay Thu cũng vào muộn, hôm nay Thu cũng lên live stream muộn, nhưng bây giờ cũng tròn khoảng độ 1 giờ rồi, đúng không ạ? Khoảng độ 1 giờ rồi mà vẫn còn các anh chị em đang nghe Thu chia sẻ. Và Thu nghĩ một điều rằng chắc chắn có anh chị em là thậm chí chưa vào đọc hết đâu ạ. Có những anh chị em chưa vào đọc hết đâu ạ. Chúng ta chỉ đọc những cái phần chính thôi, chúng ta có thể là chưa đọc hết. Và các anh chị hãy đọc hết đi, còn nhiều lắm ạ, về những công nghệ và những tất cả nhiều thứ lắm ạ. Đấy, nhưng mà chúng ta cơ bản, những cái cơ bản là trong hai buổi hôm qua và hôm nay Thu đã chia sẻ cho các anh chị mới. Các anh chị, các em, các cô chú mới mà chúng ta là đang ở ngoài nghe ngóng mà chưa dám hỏi, đúng không ạ? Và xem là cái cách thức người ta đầu tư như thế nào. Và ở đây là gì? Nó đơn giản, vô cùng đơn giản, đúng không ạ? Vô cùng đơn giản, không có cái gì phức tạp. Và nó đơn giản đến mức độ là chúng ta chỉ cần biết chữ thôi là chúng ta cũng hiểu được, chúng ta cũng cảm nhận được, đúng không ạ? Chúng ta cũng cảm nhận được để làm gì ạ? Để chúng ta, cách cơ hội này chúng ta chỉ tìm hiểu thôi. Chúng ta đừng đầu tư vội, chúng ta tìm hiểu đã. Nó ok thì chúng ta hãy đầu tư, còn không thì thôi bỏ qua đi. Coi chúng ta chỉ cần, chúng ta hiểu thôi. Chúng ta hiểu về một cái vấn đề mới thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là nhất thiết chúng ta phải gì ạ? Thấy là chúng ta là đầu tư ngay đâu ạ. Các anh chị đừng làm thế. Bởi vì tiền chúng ta làm đâu phải đơn giản đâu ạ. Em Thu cũng từ quê mà ra, đúng không ạ? Cũng phải vất vả kiếm được đồng tiền, vất vả và nghề truyền thống mà ra. Nhưng đến khi biết đến cơ hội này thì em Thu là gì ạ? Thấy là nó vô cùng giá trị. Khi nắm giữ có tài sản cho gia đình mình rồi, và Thu thấy nó vẫn còn cơ hội cho nhiều người khác.
và Thu lựa chọn cách lan tỏa cái cơ hội này giúp cộng đồng, để nhiều người ngoài kia khó khăn và nhiều người kia tìm hiểu đi, tìm hiểu. Và tại vì em thấy là rất nhiều anh chị em đầu tư vào những lĩnh vực sân sàn tài chính này kia mất rất nhiều, đúng không ạ, mất rất nhiều. Thì cái cơ hội này, đúng không ạ, tuy nó không chưa có tiền ngay đâu ạ, đầu tư vào giá trị dài hạn nó chưa có tiền ngay đâu ạ. Ví dụ như các anh chị ngày trước nắm giữ cổ phần gốc của công ty sữa Vinamilk cũng thế, nó phải có thời gian, đúng không ạ. Có những anh chị đã bán từ rất là non rồi, mua cổ phần xong là nó chưa có cái sự hình thành lớn, họ đã bán rồi. Nhưng họ mà giữ đến độ 5 năm sau, 10 năm sau thì cái giá trị cổ phần của công ty sữa Vinamilk bây giờ nó gần 80 tỷ, đúng không ạ? Gần 80 tỷ 1 triệu cổ phần. Đó, công ty sữa Vinamilk đấy ạ. Còn chưa tính cái cổ tức hàng năm. Chưa tính cổ tức hàng năm. Thì cái công nghệ của Ulisky này nó cũng thế, nó về vấn đề giao thông thôi, một ngành giao thông. Thì bây giờ nó làm mới thì nó cũng gọi là có sự khởi đầu, thì vẫn còn cơ hội để cho toàn dân trên toàn cầu. Toàn dân trên toàn cầu để tìm hiểu. Tìm hiểu đã. Và tìm hiểu khi cảm thấy nó giá trị thì chúng ta hãy góp vốn. Dù ít hay nhiều đấy là do chúng ta. Đó ạ, 50 đô chúng ta cũng có thể góp vốn vào trở thành cổ đông của Uniska. Đó, thì theo các anh chị có cơ hội nào mà giá trị, ý nghĩa và nhân văn như Uniska không? Và khi chúng ta hiểu được rồi thì lúc đó chúng ta tự quyết định, chứ không cần thì phải nghe Thu nói là nó ý nghĩa nhân văn hay nó giá trị. Đúng không ạ? Đó là cảm nhận từ chúng ta. Đúng không ạ? Cảm nhận từ chúng ta chứ không cần phải nghe ai cả. Chỉ nghe là ở đây Thu nói có cơ hội, thì có cơ hội thì phải tìm hiểu thôi. Đúng không ạ? Hiểu rồi. Tìm hiểu và có một thời gian chúng ta cảm thấy là tìm hiểu nhanh thì chúng ta hiểu nhanh thì chúng ta nắm giữ sớm thì nó có thời điểm rồi. Và 24 ngày nữa là chuyển sang giai đoạn cuối cùng rồi. Đó, như Thu chia sẻ khi nãy đấy là có 15 giai đoạn, từ năm 2014 đến giờ là có 15 giai đoạn. Thì giai đoạn này là giai đoạn còn 24 ngày nữa là chuyển sang giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn 15. Đó, thì tất nhiên chuyển sang giai đoạn này cái số cổ phần của chúng ta sẽ giảm đi và cái mức rủi ro của chúng ta cũng giảm đi, đúng không ạ? Và ở đây có những anh chị hỏi là đầu tư vào Ulisky có rủi ro hay không? Em Thu dám khẳng định với anh chị rằng là nó sẽ có rủi ro. Và rủi ro như thế nào? Rủi ro chúng ta kiểm soát được. Chúng ta kiểm soát được cái rủi ro. Và chúng ta đầu tư vào đây là chưa có tiền ngay đâu ạ. Chưa rút về được ngay đâu ạ. Chúng ta đầu tư vào đây là chúng ta sẽ gì? Có thời gian để cho tiền của chúng ta đi làm việc. Đúng không ạ? Tiền của chúng ta đi làm việc. Các anh chị là phải tìm hiểu là gì ạ? Nắm giữ cổ phần những doanh nghiệp, những startup nó như thế nào. Đấy, sau đó chúng ta hãy gì ạ? Hãy cho mình cơ hội, thế thôi. Chứ ở đây là không phải là như những cái kênh tài chính ở ngoài kia đâu ạ, là họ lại thấy cái màu hồng, họ nắm giữ ngay, và những người đã từng mất là như thế đấy ạ. Đó, cho nên là các anh chị hãy tìm hiểu cho mình nhá. Và mỗi buổi livestream này em Thu cũng là khoảng độ 1 giờ thôi. 1 giờ thôi, bởi vì Thu còn phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ. Còn các anh chị cũng thế, cũng muộn rồi, bây giờ cũng rất là muộn rồi, các anh chị cũng phải giữ gìn sức khỏe. Và em Thu chúc tất cả quý cô chú anh chị đã hiểu ra giá trị, hãy lan tỏa cơ hội này giúp dân Việt Nam chúng ta. Bởi vì cơ hội này nó không còn dài nữa đâu ạ. Cơ hội nó không còn dài nữa. Và chúng ta không góp vốn thì nước ngoài người ta cũng góp. Cơ hội nó không chờ chúng ta, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ chúng ta hãy chào nhau và chúc nhau ngủ ngon, và hẹn gặp các anh chị 21:15 tối ngày mai. Thu sẽ chia sẻ cho các anh chị một tiêu đề mới. Và hôm qua và hôm nay là em Thu đã chia sẻ cho các anh chị vào cái văn phòng cá nhân để chúng ta đọc, để chúng ta hiểu. Đó. Và những anh chị mà đã đầu tư rồi mà chưa đọc hết thì hãy vào đọc hết đi nhá. Chúng ta hãy đọc hết đi ạ. Bây giờ em xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị em nhá. Đó, bây giờ vẫn còn 6 đấy, lúc thì 6, lúc thì 5 anh chị em đang xem livestream buổi Thu. Và bây giờ Thu chào và tạm biệt tất cả các anh chị em nhà mình nhá. Xin chào. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.